Thần đồng âm nhạc Mozart, câu chuyện về một cậu bé thiên tài. Nhạc sĩ thiên tài Mozart sinh năm 1756 tại Salzburg, nước Áo. Nơi đây còn gọi là thủ đô âm nhạc vì nó là cái nôi nuôi dưỡng nhiều thiên tài âm nhạc thế giới. Mozart, thần đồng âm nhạc thiên tài vĩ đại thế kỷ 18, đã sinh ra vào năm 1756 và trưởng thành từ cái nôi ấy. Cha của Mozart là người chơi đàn violon nổi tiếng. Ông đã từng là đội trưởng của đội nhạc hoàng gia. Có thể nói, Mozart lớn lên trong một gia đình tràn đầy không khí âm nhạc. Trong nhà luôn luôn vang lên tiếng đàn, tiếng hát, làm cho cậu bé Mozart từ lọt lòng đã biết cảm thụ âm nhạc. Cậu thường im lặng ngồi hoặc nằm để thưởng thức các bản nhạc, lời ca. Cha mẹ rất yêu quý cậu bé, cha cậu thường vừa ẵm cậu vừa chơi đàn. Điều làm cho cha cậu kinh ngạc là một cậu bé còn chưa biết đi đã biết cảm thụ âm nhạc, biết phân biệt các nốt nhạc. Có lúc cậu bé cao hứng, tuột khỏi lòng mẹ, chạy lại cây đàn piano, vừa cười vừa gõ gõ phím đàn làm vang lên những âm thanh thánh thót. Vừa có năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc, vừa được sống trong môi trường âm nhạc sinh động, mới 3 tuổi cậu đã bộc lộ tài năng âm nhạc. Cậu có thể đàn các bản nhạc đơn giản với tình cảm chứa chan. Tuy nhiên, vì cậu còn quá nhỏ, cha cậu cũng không chú ý lắm đến khả năng âm nhạc của cậu. Có một hôm, chị của Mozart, hơn Mozart 5 tuổi, đang tập chơi một bản nhạc khá phức tạp. Do bản nhạc khó quá, Maria Anna tập mãi vẫn chưa thành thục. Ông bố đứng bên cạnh sửa từng lỗi cho Maria Anna. Lúc đó, Mozart mới 3 tuổi cũng nằm trên đi văng và im lặng lắng nghe, cố gắng nhớ kỹ những lời chỉ dẫn hết sức tinh vi của cha đối với chị. Tiếng nhạc trầm bổng đã làm cậu bé mê mẩn. Đến tối, Maria Anna đã luyện tập được tương đối khá. Ông bố mới nhẹ nhẹ vỗ vai con gái khen ngợi rồi cho phép nghỉ đàn để chuẩn bị ăn tối. Bất chợt, Mozart chạy lại ôm lấy chân bố, nói với bố: "Bố ơi, con muốn chơi bản nhạc vừa rồi chị Maria Anna đã đàn đấy." Ông bố vội bế cậu bé lên, vừa cười vừa nói: "Con hãy nhìn những ngón tay con nhỏ bé kìa. Nó liệu có gõ nổi các phím đàn kêu lên thành tiếng không? Đợi khi con lớn bằng chị Maria Anna, cha sẽ dạy đàn cho con." Nói xong, ông thả Mozart xuống đất rồi đi ra khỏi phòng. Mozart không chịu. Cậu nghĩ mình phải đàn được bản nhạc du dương này. Sau bữa ăn tối, cả gia đình còn ngồi lại phòng ăn nói chuyện. Bố Mozart lấy tờ báo, ngả người trên ghế và thoải mái lướt xem từng bản tin. Chẳng ai chú ý đến cậu bé Mozart đang lặng lẽ rời phòng ăn sang phòng tập đàn. Cậu rất khó khăn để leo lên ghế ngồi rồi vui vẻ đàn bản nhạc mà cậu đã chú ý lắng nghe một cách rất vui thích và chăm chú lúc buổi chiều. Mặc dù cậu bé chưa học nhạc lý, không biết đọc nốt nhạc, nhưng với trí nhớ đặc biệt tuyệt vời, cậu đàn hết bản nhạc một cách lưu loát, hầu như không có một lỗi sai nào. Ông bố đang đọc báo ở phòng ăn, sau khi lắng nghe tiếng đàn hoan hỉ nói với vợ: "Em nghe xem, Maria Anna rất cố gắng, con nó đã đàn tiến bộ rất nhiều rồi đấy." Nói xong, ông cầm đèn đi vào phòng tập đàn. Khi mở cửa phòng, ông kinh ngạc kêu lên: "Trời!" Vì trông thấy cậu bé Mozart đang chơi đàn trong căn phòng tối om mà lại chơi rất lưu loát, tiếng đàn rất hay, rất hấp dẫn, làm cho mọi người khó tin được. Mozart chạy lại, cậu thấy bố đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn mình, liền nói khẽ: "Bố, con rất thích khúc nhạc này." Bố Mozart cười sung sướng ôm cậu con thân yêu vào lòng, vừa hôn vừa nói: "Con lại đây, từ nay bố sẽ dạy đàn cho con." Thiên tài âm nhạc của Mozart bắt đầu nảy sinh và được phát triển như thế đấy. Cậu nhỏ Mozart tài năng âm nhạc hơn hẳn mọi người. Bất kỳ khúc nhạc nào, bất kỳ kỹ thuật đàn khó thế nào, chỉ cần được bố dạy qua một lần là cậu hoàn toàn hiểu và chơi được ngay. Khi lên 4 tuổi, cậu đã chơi đàn piano rất thành thục, kể cả những bản nhạc khó. Lúc 5 tuổi, người ta thường thấy cậu bé viết viết, kẻ kẻ trên một quyển vở, có lúc lại lắc lắc đầu như người rượu say. Cô chị Maria Anna rất lo lắng, vội đi báo cho cha biết. Bố Mozart vội cầm quyển vở lên xem thử và nhận ra đó là những bản nhạc đơn giản, mặc dù hãy còn nhiều thiếu sót. Song đó là những tác phẩm đầu tiên của một cậu bé 5 tuổi. Đặc biệt trong đó có không ít những ca khúc hay như khúc Melodican. Ông bố lần nữa lại kinh ngạc hết sức trước tài năng của cậu con trai, bởi vì ông chỉ dạy cậu chơi đàn piano, đàn violon chứ chưa hề dạy cậu sáng tác âm nhạc.
Tin cậu bé Moza mới 5 tuổi biết chơi đàn, biết sáng tác nhạc được truyền đi khắp nơi trong thành phố. Mọi người đều kinh ngạc và hiếu kỳ. Lúc đầu còn chưa tin, chỉ sau khi nghe được cậu chơi đàn, mọi người mới sững sờ và ngợi ca cậu là thần đồng. Cậu bé Moza được mọi người khuyến khích, khen ngợi, càng ra sức phấn đấu, rèn luyện và học tập. Thiên tài của cậu ngày càng được phát huy, trình độ âm nhạc ngày càng được nâng cao. Mùa thu năm Moza 6 tuổi, cậu được mời vào biểu diễn tại Hoàng Cung, được Hoàng đế François đệ nhất của đế quốc Phổ và Hoàng hậu Maria Thérèse hết sức khen ngợi. Cậu bé Moza với áo khoác nghệ sĩ màu nâu sẫm, quần nhung trắng, đội tóc giả ung dung biểu diễn, hết piano, violon, lại đến đàn dây cổ. Cậu vừa biểu diễn đàn vừa hát, Hoàng hậu rất vui thích, bế cậu lên lòng, hôn tới tấp lên khuôn mặt đỏ hồng vì sung sướng của cậu bé. Hoàng hậu muốn thử thách Moza, bà lấy một tấm khăn vải phủ trên phím đàn piano và yêu cầu Moza tiếp tục đàn. Kết quả, Moza đàn không cần nhìn phím mà vẫn đàn đúng và hay. Mọi người càng kinh ngạc và thán phục thần đồng âm nhạc 6 tuổi có tài nghệ cao siêu tuyệt vời này. Năm lên 7 tuổi, Moza đến Paris biểu diễn. Một ngôi sao ca nhạc thời bấy giờ rất ngưỡng mộ Moza. Sau khi nghe Moza biểu diễn đã nói: "Cậu nhỏ Moza thân yêu, chị rất vui sướng. Cậu có thể vì chị mà đệm một khúc nhạc được không? Chị sẽ hát tặng em bài ca Italia." Khốn nỗi, Moza chưa biết bài dân ca Italia này, làm sao bây giờ? Cô ca sĩ nổi tiếng vội nói: "Vậy thì chị sẽ hát một bài mà em đã thuộc nhé." Nhưng lúc đó Moza đã nói: "Không cần đâu chị cứ hát trước một lượt để em ghi nhớ giai điệu bài hát, rồi em sẽ đệm cho chị hát." Cô ca sĩ nổi tiếng rất kinh ngạc và rất cảm phục dũng khí của Moza, song cũng rất lo lắng cho cậu bé thần đồng. Nếu chẳng may cậu không ghi nhớ được thì chẳng làm tổn thương tới danh dự và lòng tự trọng của cậu sao? Song thực tế đã chứng tỏ sự lo lắng của nữ ca sĩ là không cần thiết. Moza đã ghi nhớ được giai điệu của bài hát sau một lúc trầm tư. Cậu đã bắt đầu đệm đàn cho cô hát. Kết quả thành công mỹ mãn. Cô ca sĩ rất kinh ngạc và vui sướng nói: "Từ xưa tới nay chị chưa có ai đệm đàn hay như thế. Chú tiểu thần đồng, chúc em sẽ thành nhạc sĩ vĩ đại." Khi Moza 8 tuổi, cậu đã được dạy một khối lượng kiến thức âm nhạc khá đầy đủ, đã sáng tác được nhiều ca khúc và bản giao hưởng nổi tiếng mà ngay cả những nhà âm nhạc lớn tuổi cũng phải khâm phục. Sau này, Moza thường cùng cha và chị đi lưu diễn ở các nước. Đến bất kỳ đâu, Moza đều được quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh vì nghệ thuật chơi đàn điêu luyện, sức cảm thụ âm nhạc sâu sắc, tuyệt vời. Mặc dù vậy, Moza không hề tự mãn. Ông luôn phấn đấu nâng cao nghệ thuật chơi đàn của mình lên một tầm cao mới. Để đạt được điều đó, chẳng những Moza phấn đấu khổ luyện không ngừng. Do đó, trong quá trình lưu diễn đầy vất vả và bận rộn, ông vẫn dành thời gian luyện tập chơi đàn. Ông phấn đấu nâng cao trình độ nghệ thuật của mình để đáp ứng lòng mong muốn và sự cổ vũ của quần chúng. Tuy nhiên, cuộc đời Moza quá ngắn ngủi. Ông mất năm 1791 khi chưa tròn 36 tuổi. Song ông đã lưu lại cho nhân loại nhiều tác phẩm bất hủ. Cho đến nay, nhân dân Áo vẫn hết sức tự hào về nhà soạn nhạc thiên tài của mình. Xin chào các bạn đã đến với trang ngõ thông tin âm nhạc và nghệ sĩ Radio Âm Nhạc, nơi cập nhật các thông tin về tình hình âm nhạc, nghệ sĩ đương đại trong nước và quốc tế. Mong rằng sẽ là cầu nối giữa các bạn yêu thích âm nhạc. Xin hãy like và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.